Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Không phải ai cũng có điều kiện để ở trong những ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của mình. Đôi khi vì nhiều lý do, họ phải đi thuê nhà để đi học hoặc đi làm. Và tất nhiên, nhiều khi bạn sẽ khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh từ việc thuê nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ làm thế nào nếu gặp phải một chủ nhà đáng sợ như tình huống mà cô gái Malaysia dưới đây gặp phải? Câu chuyện này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận các nước. Theo thông tin được tờ Waterpress dẫn lại từ tờ Shimin Daily, vào tháng 6 năm ngoái, một cô gái Malaysia hiện 23 tuổi đã cùng bạn trai đi thuê nhà ở Singapore. Được biết căn hộ có 4 phòng và họ chỉ thuê một trong số đó. Bạn trai cô gái nói rằng còn một cặp đôi người Malaysia nữa ở một phòng khác. Như vậy còn 2 phòng trống vẫn chưa có người ở và chủ nhà vẫn tiếp tục đăng thông báo cho thuê trọ. Khi chúng tôi chuyển vào, người ở thuê trước bảo chúng tôi rằng chủ nhà thường hay dẫn khách đến xem nhà lúc không có ai ở nhà, nên để cẩn thận, chúng tôi đã lắp một chiếc camera an ninh ở phòng của mình vào tháng 11 năm ngoái, cô gái chia sẻ với phóng viên. Mọi chuyện tạm ổn cho đến tháng 5 vừa qua. Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, vào khoảng 2 rưỡi chiều, khi cô gái đang ở chỗ làm thì đột nhiên nhận được thông báo từ ứng dụng camera trên điện thoại cho thấy có người đã đi vào phòng của cô. Ban đầu cô gái nghĩ có lẽ chỉ là chủ nhà dẫn khách đến xem nhà mà thôi. Thế nhưng cô gái đã nhầm và những gì xảy ra trước mắt khiến cô sốc nặng. Khi kiểm tra camera an ninh, cô gái trẻ thấy ông chủ nhà không mặc đồ đi lại trong phòng ngủ của cô. Chưa hết, ông ta còn lục lọi khắp phòng của cô để tìm đồ lót rồi bắt đầu thực hiện hành vi biến thái. Tôi đã sợ đến phát khóc nhưng tôi không thể cắt camera đi vì phải ghi lại để thu thập bằng chứng. Cô gái kể lại, cho biết từ lúc đó cô đã không dám quay trở về phòng trọ nữa. Theo thông tin từ tờ Shimin Daily, trong đoạn clip dài khoảng 15 phút, ông chủ nhà trọ đã quấn khăn tắm quanh eo và đi vào phòng của cặp đôi này. Sau đó ông ta nhặt đồ lót của cô gái rồi bỏ khăn tắm ra và thực hiện hành vi biến thái. Sau khi kết thúc, ông ta lại để đồ lót vào vị trí cũ. Ngày hôm đó, cặp đôi đã đi báo cảnh sát và ngày hôm sau, tức 18 tháng 5, cảnh sát đã tới căn hộ để điều tra. Họ đã thu giữ chiếc quần lót màu đỏ của cô gái xuất hiện trong đoạn video cùng vài chiếc đồ lót khác. Cô gái cho biết cô đã vứt đi toàn bộ số đồ lót của mình vì không biết gã đàn ông kia đã chạm vào những chiếc nào. Với những chiếc quần áo khác, cô cũng đi giặt giũ lại toàn bộ. Cô gái cũng cho biết họ đã chuyển ra khỏi căn hộ này và tìm được nơi ở mới. Dù vậy, cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự việc và thậm chí phải nghỉ làm một tuần để bình ổn tâm lý. Tôi đã khóc suốt ngày hôm đó, sau đó thì mệt rũ ra. Gần như đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Cô gái tâm sự và nói thêm rằng dù đã đi gặp chuyên gia tâm lý thì những cơn ác mộng vẫn thường xuyên quay trở lại. Và giờ đây, thậm chí cô sẽ không thuê nhà của những người là nam giới. Trong khi đó, thái độ của gã chủ nhà biến thái còn khiến cho dư luận bức xúc hơn. Thay vì tỏ ra ăn năn, ông này vẫn ngang nhiên cho rằng mình chẳng làm gì sai và cặp đôi kia đã làm quá mọi chuyện lên. Phóng viên của Shimin Daily đã đến căn hộ này để thu thập thông tin nhưng chủ nhà từ chối trả lời. Bạn trai cô gái cho biết sau sự việc, ngoài việc vẫn kiên quyết không xin lỗi vì hành vi của mình, cũng như không hoàn trả lại số tiền tương đương hơn 30 triệu Việt Nam đồng mà họ đã đưa cho ông ta, bao gồm cả tiền thuê nhà và tiền đặt cọc. Được biết, căn phòng mà cô gái và bạn trai đã thuê cũng đã có hai cô gái khác chuyển tới ở. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát Singapore điều tra. Vào ngày 28 tháng 11, một chiếc phi cơ của Bolivia đã bất ngờ gặp nạn ở gần thành phố Medellin, miền trung Colombia. Vụ tai nạn hàng không thảm khốc này đã khiến 71 người thiệt mạng và chỉ có 6 người may mắn sống sót. Một trong những người may mắn sống sót qua vụ tai nạn thảm khốc đã chia sẻ về bí kíp sinh tồn mà anh đã áp dụng để tự cứu lấy mình, đó là cuộn mình trong tư thế bào thai. Vậy tư thế bào thai là như thế nào? Và phương pháp này liệu có thể áp dụng trong các vụ tai nạn nào nữa hay chỉ được sử dụng trong tai nạn hàng không mà thôi? Video dưới đây sẽ bật mí cho bạn. Theo các chuyên gia, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để hạn chế thương vong cho hành khách dù bạn di chuyển bằng phương tiện nào, máy bay, ô tô khách, đó là ngay lập tức cuộn mình trong tư thế bào thai.
Cụ thể, bạn nên gắn chặt mình vào ghế ở tư thế cuộn tròn, áp ngực vào đùi giống như bào thai trong bụng mẹ. Phần đầu của bạn cúi đầu càng thấp càng tốt, dùng tay ôm đầu để tạo thành một khối chặt. Tư thế này được cho là sẽ giảm thiểu lực tối đa tác động, xung lực cũng như chấn thương đối với phần ngực, bụng, nơi có những cơ quan nội tạng quan trọng. Nếu có thể, bạn hãy dùng những vật dụng mềm có sẵn trên xe như chăn, gối, quần áo để quấn quanh vùng cổ và đầu. Như thế khi xảy ra va chạm, khả năng sống sót rất cao. Và những bí kíp sinh tồn mà bạn cần nằm lòng ngay hôm nay. Chọn vị trí an toàn khi lên xe. Đối với xe khách, vị trí ngồi nguy hiểm nhất là ghế sát cửa sổ. Khi có sự cố, bạn rất dễ bị thương nặng từ mảnh kính vỡ, bị người khác đè lên, khó thoát ra ngoài. Vị trí ngồi an toàn nhất là ở giữa xe, khu vực gần cửa chính. Khi có tai nạn, đội cứu hộ sẽ cố gắng tiếp cận khu vực cửa chính đầu tiên. Nguy cơ gặp chấn thương cao nhất là đứng trên xe. Khi đứng, bạn khó giữ được thăng bằng, rất dễ lao về phía trước khi xe phanh gấp. Đối với xe con, vị trí ngồi an toàn nhất là chính giữa ghế sau. Nguy cơ chấn thương tại vị trí này nhẹ hơn 60% so với người ngồi ở vị trí bên cạnh do không chịu tác động mạnh nếu gặp tai nạn. Vị trí ngồi nguy hiểm nhất là phía trước cạnh ghế lái. Nguy cơ chấn thương nặng khi xe bị đâm trực diện vào phía bên phải. Nếu bị va chạm mạnh từ phía sau mà không cài dây an toàn, bạn có thể bị lao về phía trước. Luôn thắt dây an toàn. Khi đã ổn định chỗ ngồi hoặc nằm thì điều trước tiên bạn phải làm đó là thắt dây an toàn. Trong trường hợp xảy ra va chạm thì quán tính của xe, của lái xe và của hành khách trên xe hoàn toàn độc lập với nhau. Nếu xe va chạm trực diện khiến xe đột ngột dừng lại nhưng hành khách, lái xe vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước. Không thắt dây an toàn, rất có thể bạn sẽ lao về trước, va chạm với vật thể khác trong quá trình di chuyển hoặc bay xuyên qua kính chắn gió. Dây an toàn sẽ giúp cố định phần cơ thể như khung xương chậu, xương sườn, giữ bạn cố định ở vị trí. Không để đồ ở chỗ đi giữa. Những chiếc túi xách, vật dụng có thể sẽ là vật dụng nguy hiểm và cản đường khi có chuyện khẩn cấp xảy ra. Luôn luôn giữ bình tĩnh để xử lý tình huống. Khi tai nạn xảy ra, tâm trạng của bất cứ ai cũng đều rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng cực, nhưng bạn buộc mình phải giữ bình tĩnh. Việc giữ bình tĩnh sẽ giúp bạn tỉnh táo tìm ra giải pháp xử lý tình huống, đưa ra quyết định ở các tình huống tiếp theo, lên kế hoạch thoát thân và làm theo chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn. Bên cạnh đó, bạn hãy ngó xung quanh xem những người đi cùng bạn có làm sao không. Kiểm tra cơ thể của bạn có đau không, có chảy máu không, kêu gọi sự giúp đỡ hoặc giúp những người bị nạn xung quanh.